Xin chào các bạn, mình tên là Như, thì hiện tại mình đang làm việc tại cửa hàng xe máy nhập khẩu Hiếu Thành Phát á. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn hai cái dòng xe mà hiện tại đang hot nhất thị trường hiện nay, đó là dòng Vario 150, thì chắc là giới trẻ ai cũng biết ha. Thì ở đây á, bên tay trái mình đây là dòng Vario 150, màu của nó rất là màu rất mới ha, đó là màu xanh đen. Đây là phiên bản mà sơn 3D tem độ bên mình. Còn bên tay phải của mình, nó là dòng Vario 125 ha, màu vàng đen, cũng được sơn độ lên luôn ha. Và hôm nay á, mình xin giới thiệu mình xin chỉ các bạn cái phân biệt, cái cách phân biệt giữa dòng Vario 125 và 150. Thì dòng 150 á, đầu tiên á, thì chắc là ai cũng biết rồi, thì nó khác nhau ở cái á, là phân khối. Dòng Vario 150 á, thì nó sử dụng cái phân khối 150, còn Vario 125 thì nó sử dụng phân khối là 125. Cái điểm thứ hai á, là khác nhau ở cái ổ khóa. Thì 150 á, dòng 150 nó sẽ sử dụng ổ khóa Smart Key. Đây, ổ khóa Smart Key núm vặn ha. Và dòng 125 thì thiết kế của nó là khóa cơ, khóa chì. Cái điểm khác nhau thứ hai đó là mâm. Thì mâm của Vario 150 nó sử dụng mâm dạng như là xoắn kép vậy đó. Còn 125 thì nó là hình dạng như là chữ Y ha. Còn về khác nhau ở cái tem nữa. Nhưng mà tem thì ở đây là bên mình đã độ lên hết rồi. Thì tem thì nó cũng không có gì là mới mẻ. Ở đây là chỉ là cái màu sơn thì bên mình độ lên thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ báo giá hai chiếc xe này ha. Thì dòng Vario 150 bên mình á, và cái màu này á là màu sơn 3D hay gọi là sơn đỏ, thì bên mình đang có giá là 51 triệu. Còn dòng Vario 125 và màu này cũng là màu đỏ luôn, thì hiện tại bên mình đang bán giá là 42 triệu ha. Và giá này là chưa bao gồm thuế phí. Thì nếu mà các bạn quan tâm á, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại là 0967 080 520. Mình tên là Như ha, thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho bạn. Tại vì cái phần mà giấy tờ biển số á, nó tùy thuộc vào từng khu vực. Ví dụ như bạn ở huyện á, thì giấy tờ bạn tầm cỡ chừng 2 triệu. Còn thị xã, thành phố tùy, thì nó sẽ có các mức phí cao hơn. Thì cửa hàng của mình hiện tại đang ở địa chỉ là khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Thì nếu như mà các bạn ở xa, các bạn không biết thì các bạn có thể đến cổng khu du lịch Đại Nam, thì bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ ra đón các bạn. Chắc là mình xin dừng video tại đây ha. Thì các bạn xem, nếu mà cảm thấy hay, các bạn có thể đăng ký kênh ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.